Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em mong chị đọc được tin nhắn và tư vấn giúp em. Bọn em yêu xa, có liên quan đến vấn đề họ hàng nên chưa thể có công khai mối quan hệ này. Bọn em yêu nhau cũng vài năm và như mọi mối quan hệ, ban đầu anh vượt qua nhiều thử thách để bên em, nhưng sau thì gần như em là người vượt qua thử thách để bên anh. Sau đó em nhận ra vấn đề và đề nghị chia tay rất nhiều lần, nhưng vì vẫn thương nên anh níu em ở lại. Người yêu và em đã quyết định dừng lại sau khi em biết anh nhắn tin với một bạn nữ cùng công ty. Anh có nói với em vì yêu xa, anh cảm thấy bất lực vì không thể chăm sóc được cho em. Em cũng có xem vài clip về vấn đề yêu xa. Thì đúng thật là em cũng gây cho anh stress vì suốt một năm vừa rồi em luôn nói những chuyện bực bội ở công ty em và luôn nói những câu chia tay do cảm thấy tổn thương, không được quan tâm như trước. Bọn em dừng từ cuối tháng 12 năm ngoái, thì đến cuối tháng 4 vừa rồi anh bay qua Hà Nội và dừng trước công ty chở em từ sáng sớm. Theo như bác xe ôm nói thì là chở em 2 tiếng đồng hồ. Anh nhắn mãi em đồng ý gặp cà phê 1 tiếng, sau đó em lên làm việc bình thường. Anh chat muốn gặp em tối đó và full ngày hôm sau vì anh bay ra 3 ngày để gặp em. Em đắn đo và cũng nói là bận việc nên sợ không sắp xếp được, nhưng cuối cùng em cũng ok như lịch trình anh đã sắp xếp. Hôm đó em nhìn anh khá tiểu tụy, trông mệt mỏi. Anh cố gắng để nắm tay em và nói xin lỗi rất nhiều, đã suy nghĩ kỹ và có kế hoạch cho tương lai của hai đứa. Anh biết đã gây tổn thương cho em nhiều và không còn sự tin tưởng. Anh sẽ cố gắng hành động vì qua mấy tháng em im lặng, anh nhận ra là thời gian ngắn như thế nào. Anh sợ một ngày anh sẽ ra đi bất chợt thì sẽ không kịp nói lời xin lỗi và không thể dành thời gian bên em được nữa. Nên lần này anh quyết tâm hành động để chứng minh, chứ không như trước. Vì xa nên anh cảm thấy bất lực, mông lung và không dám giữ em, vì nghĩ không lo được cho em nhiều. Anh cũng nói như trước kia là hai đứa yêu nhau theo kiểu kệ, đến đâu hay đến đó, không nghĩ xa. Nên khi anh quyết định nhắn cho bạn nữ kia là cố tình để em biết như thế, và gần như là anh muốn cho em tự quyết để mình có sự tự do để quen chàng trai khác ở Hà Nội. Em hiểu là anh hành động như thế cũng là gây tổn thương và không tôn trọng em. Khi gặp em, anh đã nói xin lỗi vì đã tự ý hành động như vậy mà không hề ngồi xuống chia sẻ thẳng thắn lý do vì sao anh lại như thế. Em cũng mở điện thoại anh cho em xem, anh lưu hết ảnh mà em đăng Insta trong thời gian im lặng. Anh mất ngủ liên tiếp và viết thư vào trong app Note hàng ngày vì nhớ em. Anh nói anh thấy thời gian ít quá, sợ một ngày không mở mắt được nên sẽ không muốn sống mà giấu đi cảm xúc của mình. Yêu em nhưng lại cứ phải giấu để em chịu dứt và quen người khác. Anh nói anh muốn thực hiện cách yêu mới là cả hai cùng chia sẻ thẳng thắn với nhau về mọi thứ. Anh sẽ dành thời gian từng tháng ra gặp em để gần em nhiều hơn. Anh muốn hai đứa cùng cố gắng để mua căn nhà chung. Anh có tặng em một chiếc vòng và đồng hồ. Anh nói thời gian qua anh sai quá khi đã giấu tình cảm của mình, không tặng em những món quà có ý nghĩa hơn để khi em dùng sẽ nhớ về anh. Em có nói là em không trách gì anh chuyện vừa qua, nhưng nó gây cho em sự tổn thương là thật. Em hiểu lý do vì sao anh làm như thế. Em muốn anh suy nghĩ kỹ hơn và chứng minh chứ em không hề muốn lặp lại nữa. Hơn nữa, nếu có cơ hội gặp lần thứ hai thì em cũng nghĩ vẫn cần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng hơn về tương lai, vì em chỉ tin anh ở thời điểm đó thôi, chứ không biết tương lai như thế nào cả. Lần vừa rồi gặp nhau thì anh và em đều có oral sex với nhau. Anh nói anh cũng không mang bao vì anh cũng không nghĩ về việc sẽ có chuyện đó với em trong lần gặp xin lỗi. Nhưng khi gặp hai đứa lại khơi lên nên có chuyện đó. Em biết như thế là sai và không nên, nên em đã nhắn lại với anh là lần tới em chưa muốn có gì liên quan về thể xác cả, chỉ muốn rõ ràng về chuyện tình cảm và tinh thần thôi. Anh đồng ý ngay và nói, em nghĩ anh cần chuyện đời đến thế à? Em cũng tôn trọng anh và em nói chuyện của anh. Em cần sự hy sinh để đến với nhau, nhưng sau chuyện kia thực sự em chưa có lại lòng tin từ anh. Khi anh về lại Sài Gòn, anh nhắn tin hỏi thăm quan tâm em như bình thường. Biết em đi du lịch, anh cũng mua mũ đội cho em. Em dè chừng nên trả lời tin nhắn thưa thớt. Anh nhắn anh muốn gọi điện cho em. Em hẹn anh giờ để anh chủ động gọi. Sau em cũng nhắc là anh nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ thêm về chuyện của hai đứa mình, vì em thấy vẫn chưa thấy tương lai đâu cả. Anh chỉ bảo anh sẽ không nói nhiều nữa, anh chỉ hành động thôi. Em cũng có nhắc khéo về chuyện khi về anh cũng có vẻ nhắn tin cho em không được nhiều. Có lẽ anh vẫn đang lăn tăn. Anh cũng nói là vì công việc của em bận nên không dám nhắn tin nhiều.
Còn anh thì lúc nào cũng muốn nhắn tin và nói chuyện với em liên tục. Anh hỏi em có ok không, thì anh muốn gọi điện nói chuyện với nhau mỗi ngày 15-20 phút. Sau đó thì anh cũng nhắn tin liên tục và dồn dập hơn. Em bây giờ thì chỉ nhìn hành động thôi, chứ tin nhắn hay nói chuyện bình thường thì em không tin như xưa nữa. Anh có hẹn em nếu sang tháng dịch không có vấn đề gì thì anh mong muốn được đi chơi sang Mộc Châu với em. Em thì chắc chắn là sẽ không có cái chuyện ấy hay gì đâu, vì em biết lần đầu như hôm trước là em đã hành xử sai rồi. Em muốn hỏi là nếu đi chơi xa vậy có đồng ý cho anh ôm hay hôn không? Hay vẫn nên tránh toàn bộ động chạm, chỉ có đi chơi và nói chuyện thôi ạ? Em thân mến, câu chuyện của em kể rất là dài nhưng cuối cùng cũng chỉ hỏi có một cái vấn đề liên quan đến cái chuyện ấy thôi. Thì bây giờ trước khi trả lời em về cái câu chuyện đấy ấy, thì chị muốn em sẽ phải nhìn nhận lại cái mối quan hệ của em. Thực ra em phải hiểu rõ về cái tâm trạng của em bây giờ, cái cảm xúc của em bây giờ. Em chưa nhìn ra đâu như chị muốn chỉ cho em thấy này. Bây giờ em đang rất yêu anh này, em yêu anh này còn nhiều hơn anh ấy yêu em cơ. Nhưng bây giờ em vẫn đang kiêu, em đang kiêu bởi vì người ta đang chiều. Em có hiểu không? Người ta chiều em càng nhiều thì em càng kiêu. Em vẫn nghĩ rằng mình có được tình cảm của người ta nên em cứ đòi hỏi là người ta phải hành xử thế này, hành xử thế kia. Em chưa nhìn thấy tương lai đâu. Em đổ dồn hết cả cái trách nhiệm tương lai về cho cái người đàn ông đấy. Chị nói thật là nếu bây giờ em không thay đổi cách ứng xử của em đi, một ngày người đàn ông này chán ấy, người chịu hậu quả tất cả là em. Bởi vì người phụ thuộc ở đây là em. Em không biết rằng em đang phụ thuộc vào anh ấy đúng không? Em cứ nghĩ rằng bây giờ em đang làm chủ, em có thể khiến anh ấy làm điều này điều kia, nhưng không, em đang bị phụ thuộc vào tình yêu này. Phải nói cho em biết để em biết nhận biết được cái cảm xúc của mình cũng như cái tình cảm của mình trong tình yêu này, để mình dù vấn đề gì xảy ra mình cũng sẽ biết là tại sao lại như thế và mình phải ứng xử như thế nào. Em ở đây ấy, em yêu anh rất nhiều, em đang phụ thuộc vào anh ấy. Vì em phải biết rằng em ở đây em nhận quá nhiều từ phía anh ta mà em không có nỗ lực cố gắng gì cả. Em không nỗ lực cố gắng gì cả. Đơn giản cái người đàn ông này cứ cố gắng chiều em nhiều như vậy bởi vì người ta đã có lỗi với em rồi. Đúng không? Em chỉ nói rằng anh ấy nhắn tin với một cô gái cùng công ty, nhưng em không nói với chị rằng họ nhắn cái gì. Họ nhắn cái gì? Ví dụ nói chuyện hỏi thăm bạn bè bình thường hay là nói là yêu đương hay là cái gì? Đúng không? Thì dựa vào cái nội dung tin nhắn đấy thì nội dung khác nhau thì hoàn toàn là cái cách ứng xử của mình phải khác nhau chứ, đúng không? Nhưng chị cũng đoán là giữa họ là nhắn tin những cái tin nhắn yêu đương rồi thì mới đến nỗi là em phải chia tay, đúng không nào? Và bây giờ anh ấy giải thích với em rằng tất cả không phải là vì anh yêu cô ấy, đơn giản là vì anh cố tình nói như vậy để em bỏ anh, để em đi yêu người khác ở ngoài Hà Nội cho nó thoải mái hơn, gần em hơn. Em không tin anh ấy. Nhưng em phải biết thế này, với tất cả cái ứng xử của em, hành động của em, chứng tỏ là em đã tha thứ cho anh ấy rồi. Mà nếu bây giờ em không tin anh ấy nữa thì rất có thể cái sự không tin của em nó lại là thật. Tức là anh ấy sẽ không chiến đấu vì em như thế nữa, anh sẽ không yêu em nhiều như thế nữa. Cho nên bây giờ em phải biết là trong tình yêu này đừng chỉ ngồi đấy và nhận thôi. Bây giờ em đang ngồi đây và em nhận, em đòi hỏi người đó làm hết cái này cái kia cho em. Em đổ hết tất cả cái trách nhiệm phải có hạnh phúc như thế nào cho người đàn ông để xây đắp, còn em không xây đắp cái gì cả. Chị muốn nói rằng em, cái câu nói này phải cảnh tỉnh em lại, để em nhìn lại cái mối quan hệ này đi. Bây giờ em là người bị động, em phụ thuộc hoàn toàn vào người ta. Người ta yêu em bây giờ thì em vui này, mà bây giờ ngay lập tức ví dụ như người đàn ông này chán này, không quan tâm em nữa, người phát điên nhiều hơn là em, người phát điên phát dồ vì cái tình yêu này sẽ là em chứ không phải là anh ấy. Bởi vì em quá phụ thuộc rồi. Em được yêu, em được quan tâm, em được chăm sóc, em được đòi hỏi, em được cái này cái kia, được mua quà, em được người ta suy nghĩ cho cái cảm xúc của em. Bây giờ em toàn nhận những thứ từ phía người ta thôi. Cho nên em sau này em sẽ phụ thuộc. Cho nên trong tình yêu ấy, chị muốn nói với em là tại sao lại phải biết chiều, chiều nhau. Người ta chiều mình cũng phải chiều lại. Và em phải, bây giờ em vẫn kêu mà em chưa giải quyết được vấn đề trong quá khứ. Em phải biết như này, phải nói chuyện rõ ràng. Em cứ bảo nói chuyện rõ ràng nhưng vẫn chưa nói chuyện rõ ràng. Cứ mỗi lần gặp nhau là phải nói chuyện rõ ràng nhưng vẫn chưa rõ ràng là cái gì cả. Bây giờ vấn đề là em chấp nhận quay lại cái tình cảm này rồi nhưng em vẫn không tin anh. Em bắt anh phải chứng minh, đúng không? Vậy thì thay vì nói những câu nó hoàn toàn không có ý nghĩa nhiều như thế, bây giờ mình vào thẳng vấn đề đi. Anh ạ, bây giờ vấn đề đã xảy ra như thế rồi, em đối mặt đi, em có tha thứ được không? Em tha thứ được rồi thì bây giờ em giúp đỡ cái người đàn ông này để người ta thay đổi. Chứ đừng ngồi ở đấy và nghĩ rằng à, anh thay đổi được thì tôi yêu anh, không anh thay đổi được thì anh lựa ra khỏi cuộc đời tôi. Em cứ nghĩ rằng em có thể rời xa được người đàn ông này nhưng không đâu em ạ. Bây giờ em đã yêu người ta quá là nhiều rồi. Cho nên là cái việc của em bây giờ là hỗ trợ cái người đàn ông này để người ta trưởng thành hơn, để người ta ứng xử đúng đắn hơn. Có thể trong quá khứ, có thể là cái ứng xử của người ta chưa đúng, người ta sai. Hỗ trợ người ta đi, giúp đỡ người ta đi. Một khi đã quyết định tha thứ rồi thì đừng có đay nghiến về cái quá khứ đấy nữa.
Một khi đã quyết định tha thứ rồi, hãy nói với anh ấy rằng em tin tưởng anh. Sau tất cả em nhìn thấy cái nỗ lực của anh, em chấp nhận cho anh cơ hội. Đương nhiên nếu cái sự việc như này xảy ra lần thứ hai, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại với nhau nữa. Đấy là điều chắc chắn mà em có thể nói với anh. Nhưng em tin vào anh, em tin vào cái sự thay đổi này. Để rồi chúng ta sẽ cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc. Để tương lai của chúng ta sẽ là một tương lai của một gia đình tràn ngập tiếng cười. Xong rồi em hướng đến cái tương lai một gia đình tràn ngập tiếng cười đấy để em phấn đấu. Chứ phải ngồi đây bảo anh ấy là anh phải phấn đấu, em chưa nhìn thấy tương lai đâu, anh vẽ cho em cái tương lai đi. Thì không phải như thế. Thế em hoàn toàn phụ thuộc vào người ta còn gì nữa. Đúng không? Người ta vẽ cho em tương lai thì em vui. Người ta không vẽ cho em thì em bị động còn gì nữa. Đúng không? Thế thì bằng cách đấy em thiệt thôi. Em sẽ đau khổ nếu như người ta không làm theo đúng ý em. Cho bây giờ đã xác định tha thứ rồi, nói với người ta là em tin anh, em tin rằng anh không hề có tình cảm với người khác. Chỉ là lúc đấy anh bi quan và rồi anh nghĩ rằng đấy là cái cách anh thể hiện yêu em, nhưng không phải. Em tin anh là như thế. Bây giờ chúng ta gạt bỏ ra tất cả những cái quá khứ đấy đi. Em muốn cùng anh xây đắp hạnh phúc này. Để rồi chúng ta sẽ cùng có hạnh phúc. Sau đó người ta chiều em phải chiều lại người ta. Người ta mua cho em những món quà để em nhớ về người ta, em cũng mua cho người ta những món quà để người ta nhớ về em. Đúng không? Để rồi người đàn ông này cũng phải phụ thuộc vào sự tốt đẹp của em để rồi không rời em được chứ. Đúng không? Còn nếu em chỉ ngồi đây và chờ đợi những cái thứ người ta làm cho em thì rồi một ngày người ta rời đi, người đau khổ sẽ là em đấy. Cho nên là em phải biết rằng trong tình yêu này phải có sự vun vén của cả em nữa, chứ phải ngồi đấy và kêu xong rồi sẽ được chiều mãi đâu. Em phải ở đây cùng anh ấy sẽ là hạnh phúc, cùng làm cho anh ấy vui và cùng anh ấy chiều nhau, chứ không phải là một mình ngồi đấy và mình chờ người ta làm cho mình một thứ mình cũng sẽ nghĩ cách để làm cho người ta hạnh phúc hơn nữa. Và cái vấn đề em muốn hỏi chị đấy là gặp nhau thì có cái chuyện đấy hay không. Thực ra chị đã nói rồi, ở cái thời buổi hiện đại bây giờ bọn em mà yêu nhau mà em có cái chuyện đấy, nó có nhu cầu đấy là chuyện rất bình thường, không có cái gì là quá đáng cả. Nhưng trước khi làm chuyện đấy mình phải biết là mình chịu trách nhiệm cho tất cả những cái thứ nó xảy ra nhá. Hậu quả là gì? Hậu quả có thể mang thai ngoài ý muốn này, nếu mình không muốn có cái chuyện đấy thì mình phải dùng bao này, đúng không? Nói chung, chưa xác định có con thì phải đảm bảo cái sức khỏe và an toàn cho chính mình. Và có chịu trách nhiệm với chính cái tương lai của mình và của con mình nữa, chứ không thể xuề xòa trong chuyện đấy được. Còn vì bọn em yêu nhau, bọn em có nhu cầu thân mật với nhau là chuyện rất bình thường. Không có gì mà phải trừng phạt anh ấy bằng cái việc không cho anh ấy thân mật hay trừng phạt anh ấy bằng việc không cho anh ấy hôn, thì không phải như thế. Em có cảm xúc với nhau, yêu nhau thì cứ gần gũi và thân mật với nhau thôi. Nhưng phải đảm bảo rằng tất cả mọi thứ này là do mình tự nguyện, mình muốn như thế. Và mình chịu trách nhiệm được cho hậu quả thì mình mới làm. Còn nếu mình không chịu trách nhiệm được cho hậu quả thì mình đừng làm. Thì đấy là lời khuyên của chị dành cho em nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.